Kính chào quý vị, trong cuộc chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản trước năm 1975, cả hai bên đều cố gắng gài vào những điệp báo, tình báo. Trong đó có những nhân vật rất nổi danh. Hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị hai nhân vật đặc biệt, đó là ông Võ Văn Bà. Ở miền Nam và ở miền Trung có ông Phan Quang Đông. Trước hết, tôi xin gửi đến quý vị một nhân vật rất đặc biệt. Đó là ông Võ Văn Ba đã được cài vào cục R. Đó là một nhân vật tình báo rất đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa và CIA. Trân trọng kính mời quý vị nghe. Hôm nay tôi mời quý vị nghe một bài viết của Trúc Giang. Bài viết mang tựa đề X-92, điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa và của CIA. Về tình báo trong chiến tranh Việt Nam, điệp viên Võ Văn Ba dường như không có ai nhắc đến. Cho mãi đến những năm sau này, hai điệp viên của Trung ương Tình báo Hoa Kỳ CIA mới tiết lộ và xác nhận Võ Văn Ba là người gián điệp giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa và của CIA trong chiến tranh Việt Nam. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2008, Trung tâm Việt Nam của Đại học Công nghệ Texas đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Tình báo trong chiến tranh Việt Nam. Diễn giả là những chuyên viên CIA đã từng phục vụ ở Việt Nam. Trong bài diễn thuyết của ông Merle Pripernau, một cựu nhân viên CIA hoạt động tại Sài Gòn từ 1970 đến 1975, mang đến bài thuyết trình những điệp viên vô danh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Người Mỹ đã sử dụng tình báo trong hàng ngũ Cộng sản có bí danh X-92, tên là Võ Văn Ba. Võ Văn Ba là người điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Orin de Forest, nhân viên CIA phục vụ 6 năm ở Việt Nam, nhắc đến tên Võ Văn Ba có mật danh là Reaper trong cuốn sách Slow Burn, The Rise and Beat the Fall of American Intelligence in Vietnam. Một chuyên viên khác của CIA, John Sullivan, nói ông Ba là điệp viên giỏi nhất mà chúng ta từng có ở Việt Nam. Trong cuốn tiểu sử về sếp CIA ở Sài Gòn là Ted Shackley, tác giả David Kahn nêu ra một sự đánh giá thời hậu chiến của CIA, rằng điệp viên này là nguồn tin đáng tin cậy nhất về ý định của Cộng sản ở Việt Nam. Ông Frank Warren Snap, chuyên viên phân tích tình báo Intelligence Analyst, đã có đôi lần gặp người này và gọi ông ta là điệp viên hàng đầu của chúng ta ở Việt Nam. Để bảo đảm bí mật, chỉ có một sĩ quan cảnh sát, đặc biệt là thiếu tá Phan Tấn Ngư, được liên lạc với Võ Văn Ba ở Tây Ninh. Cựu thiếu tá Phan Tấn Ngư cho biết, năm 2010, ông Pripernau đến tìm gặp ông, xin chi tiết về Võ Văn Ba để ông hoàn thành cuốn sách về tình báo trong chiến tranh Việt Nam. Ông Ngưu cảm thấy khó xử vì ngoài ông Võ Văn Ba ra, còn có nhiều người khác đã tham gia vào các công tác mà hiện còn sống ở Việt Nam, nên ông chỉ cho biết về hoạt động của Võ Văn Ba mà thôi. Trong một đoạn hồi ký của Thứ trưởng Công an Hà Nội, 55 năm một chặng đường, Trần Xuân Viên nói về ông Võ Văn Ba làm nội tuyến cho Việt Nam Cộng Hòa tại Trung ương Cục miền Nam. Trần Xuân Viên nói, Võ Văn Ba là một nội gián quan trọng. Y đã chui sâu, leo cao vào nội bộ ta. Trong 10 năm, y đã thu thập rất nhiều tin tức quan trọng cho địch. Dưới đây, vài nét về Võ Văn Ba. Võ Văn Ba sinh năm 1923 thuộc tỉnh Tân An. Năm 1945,
ông và người chú theo Việt Minh. Ông là một đảng viên tích cực, được giao nhiệm vụ tuyển mộ thành viên trẻ theo Việt Minh. Rồi ông trở thành một kẻ khủng bố, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng khủng bố không phải là cách thu phục trái tim con người. Ông rời bỏ Việt Minh năm 1954, không tập kết ra Bắc. Có một thời gian ông làm việc cho một đơn vị quân đội Mỹ và sau cùng về định cư trong nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Vợ ông bán rau quả ở chợ Long Hoàng. Ông có con, một trai, một gái. Võ Văn Ba và gia đình định cư ở nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Ông làm rẫy ở ven đường mà cán bộ Việt Cộng thường xuyên qua lại, để vào căn cứ của Trung ương Cục miền Nam Việt Nam, trong một hang động dưới chân núi Bà Đen. Gặp gỡ thường xuyên, quen mặt nhau, nên cán bộ Việt Cộng cố thuyết phục ông Ba gia nhập đảng. Vì hiểu rõ bản chất của Việt Cộng, nếu không theo họ thì có thể bị thủ tiêu, để loại bỏ cái chướng ngại này. Ông Ba đồng ý chấp thuận và sau đó được làm ủy viên tin cậy của Cục R. Theo Việt Cộng thì lại lo ngại hai cơ quan là an ninh quân đội và cảnh sát quốc gia. Ông Ba đến người chú, đang là sĩ quan của Cục An ninh Quân đội, xin được làm điểm chỉ viên. Kế đến, người chú đề nghị cảnh sát quốc gia thu nhận ông Ba cũng được làm điểm chỉ viên. Chú đang cảnh sát Phan Tấn Lưu thuộc khối đặc biệt được chuyển đến Tây Ninh để trực tiếp liên lạc với Võ Văn Ba thông qua những hình thức giao liên. Việt Cộng giao nhiệm vụ cho Võ Văn Ba. Ông Ba tuyển mộ cán bộ mới để thành lập những chi bộ giúp ông dễ kiểm soát mọi hoạt động trong tòa thánh, tuyên truyền để tranh thủ những tín đồ cao đài theo Việt Cộng, tuyên truyền gây chia rẽ trong nội bộ các chức sắc cao đài, ám sát những người thân chính quyền quốc gia. Trong lịch sử cao đài đã có những vụ ám sát như các ông Cao Hoài Sang, Trương Hữu Đức, Trung tá Nguyễn Văn Nhã giữ chức thượng chánh phối sự. Trung ương Cục miền Nam Việt Nam là một bộ phận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ quan chỉ đạo trực tiếp cuộc chiến, đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Trung ương Cục còn được gọi là B2, Cục R, Ban chấp hành của Cục R theo thời gian, gồm những người như sau: Nguyễn Văn Linh, bí danh là Mười Cúc, Võ Chí Công, Phạm Văn Sô, Trần Nam Trung, tức là Hai Hậu, Võ Văn Kiệt, tức là Sáu Dân, Lê Đức Thọ, khai sinh là Lê Văn Nhuận, bí danh là Anh Bà, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Trần Văn Trà, còn biệt hiệu là Tư Chi, Hoàng Văn Thái, tức là Mười Kha, Lê Đức Anh là Sáu Nam, Trần Độ, biệt hiệu là Chiến Vinh, Đồng Văn Cống. Trung ương Cục miền Nam dựng nên cái tổ chức bù nhìn là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, gồm có kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, bác sĩ Dương Huỳnh Hoàng, Trương Như Tả, Trần Bạch Đàm, Trần Bửu Kiếm, Hòa Thượng Thích Thiện Hào, Đại Đức Sơn Vọng, Nguyễn Văn Hiếu và Y Bin A Lẻo. Do quân đội Việt Nam Cộng hòa liên tục tấn công nên Cục R phải chạy sang lãnh thổ Campuchia ở vùng Mỏ Vẹt, Móc Câu, được Quốc trưởng Hoàng Thân Norodom Sihanouk cho phép. Cộng quân thì chạy sang Nam Lào. Võ Văn Ba nằm ở Trung ương Cục, được tiếp cận với những ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, xem như nằm tại Bộ Chính trị Đảng ở Hà Nội. Vị trí của Võ Văn Ba rất quan trọng, vì trước đó và sau đó không có một gián điệp nào nằm vùng ở Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Trường hợp này là trường hợp có 102 ngàn năm một thuở. Nói về những thông điệp viên của Cố vấn Mỹ tỉnh Tây Ninh,
Cố vấn Mỹ ở phòng cảnh sát đặc biệt của ty cảnh sát Tây Ninh có 3 thông điệp viên. Riêng về hồ sơ của X-92 thì chỉ có một thông điệp viên phụ trách, không kiêm nhiệm các vụ việc khác. Nhiệm vụ chính của thông điệp viên này là chỉ dịch những văn bản tiếng Việt ra tiếng Anh mà thôi. Điều kiện của thông điệp viên được quy định như sau. Không phải là người ở Tây Ninh, không có bà con thân thuộc nào sinh sống ở Tây Ninh. Sau 4 năm công tác ở Tây Ninh, Cố vấn Mỹ đã lần lượt có 3 thông điệp viên là Nguyễn Sĩ Phong, Nguyễn Cao Quang, Nguyễn Thanh Trang. Trường hợp của thông điệp viên Nguyễn Sĩ Phong, ông này là người miền Bắc, là người nhanh nhẹn thi hành công tác giao phó. Có nhiều khi phải thức suốt đêm để dịch những báo cáo viết tay và những tài liệu in ấn chiếm vài ba chục trang giấy. Ông Phong kết hôn với một phụ nữ Tây Ninh, vi phạm điều 2 nên bị chuyển đến làm thông dịch ở phòng cố vấn CIA thuộc Tổng lãnh sự Mỹ vùng 2, Ban Mật thuật. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, vì tổng chiếm Ban Mật thuật, ông Phong đưa gia đình đến nhà của ông Paul Struharik, CIA đại diện của USAID. Ông Struharik là CIA cuối cùng bị kẹt lại Ban Mật thuật nên bị Việt Cộng bắt cả hai. Do bị tra khảo, Nguyễn Sĩ Phong khai Võ Văn Ba là gián điệp của CIA. Nói về thiếu tá Phan Tấn Lưu lập hệ thống liên lạc. Võ Văn Ba cư ngụ trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. Nội ô là khuôn viên hình thang rộng khoảng 1 km vuông, cách thành phố Tây Ninh khoảng 5 km. Công việc quan trọng nhất của điệp viên Võ Văn Ba là chuyển những tin tức tối mật của Việt Cộng ở Cục R miền Nam cho tình báo Việt Nam Cộng Hòa và CIA. Thiếu tá Phan Tấn Ngư và Võ Văn Ba lập hệ thống liên lạc, đó là hệ thống giao liên, có hai yếu tố bí mật và an toàn hàng đầu. Việc liên lạc giữa nơi gửi và nơi nhận chỉ cách nhau có 5 km. Võ Văn Ba đã sử dụng 3 phương tiện để truyền tin tức là liên lạc máy vô tuyến walkie-talkie, thứ hai hộp thư chết và hộp thư lưu động. Có 3 hộp thư chết, 2 thì đặt trong nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, còn 1 thì đặt ở ngoại ô gần tỉnh lịch. Phương tiện vận chuyển của Tây Ninh là xe lôi, tức là xe gắn máy có kéo theo cái rờ mỏ chở người. Xe mang số giả, tài xế và hai nữ sinh đều là nhân viên đặc nhiệm, mang hai cái cặp da giống nhau, đón xe ở hai ngã đường khác nhau. Sau khi trao hai cái cặp da lần lượt xuống xe, có hai khoảng đường khác nhau. Loại hộp thư lưu động này, 92 viết báo cáo sau khi đi họp ở Trung ương Cục hoặc đi công tác về, bấm máy walkie-talkie cho biết. Khi mở cái cặp da ra, trong đó có bản sao nghị quyết của Bộ Chính trị Hà Nội và một chỉ thị của Cục R cho biết hiệp định Paris sẽ ký kết vào ngày 30 tháng 10 1972. Thật ra, hiệp định được ký vào ngày 27 tháng 1 1973, trong đó có một điều khoản rất quan trọng là Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận cho bộ đội Cộng sản Bắc Việt được ở lại miền Nam từ vị tuyến 17 trở xuống. Phần chỉ thị của Cục R là các nơi phải dốc toàn lực để giành dân lấn đất. Chúng ta Phan Tấn Lưu liên lạc với cố vấn Mỹ, cùng ở ty cảnh sát Tây Ninh yêu cầu cho một phi cơ để mang tài liệu về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Cố vấn Mỹ cũng được nhận bản sao để gửi cho Tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Vụ việc được đưa lên Tổng thống Thiệu. Đọc xong, ông mời đại sứ Mỹ đến để hạch hỏi về việc Mỹ qua mặt Việt Nam Cộng Hòa. Ông dọa là có thể rút phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi cuộc hòa đàm. Sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, Việt Cộng chủ trương giành dân lấn đất bằng cách treo cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng
ở những vùng xa các đồn bót của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cờ có ba màu, trên đỏ, dưới xanh, ở giữa có ngôi sao vàng. Ban đêm du kích treo cờ ở những cành cây, sáng ra thì dân dân tự vệ đi hạ cờ. Chính phủ cấp cho mỗi gia đình 10 tấm tôn để lợp nhà. Trên mỗi tấm tôn có hình cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Trên máy bay nhìn xuống thì thấy cả khu vực toàn là nhà có cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, cấm các chợ trong khu vực không được bán vải màu đỏ, màu xanh và màu vàng để may cờ của Việt Cộng. Nói về sự kiện xin hoãn dịch cho con của Võ Văn Ba. Con trai của Võ Văn Ba là Võ T.D. thi đậu tú tài năm 1971, nhưng thi rớt tú tài 2 liền 2 năm. Đã hết hạn hoãn dịch vì lý do học vấn, nên phải thi hành quân dịch. Có tú tài 1 thì được đưa vào trường bộ binh Thủ Đức, mãn khóa mang lon chuẩn úy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Có con là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, thì chắc chắn Võ Văn Ba sẽ bị Việt Cộng cho hạ tầng công tác hoặc khai trừ. Vụ việc không tốt này sẽ làm mất một nguồn tin ngàn năm có một của tình báo Việt Nam Cộng Hòa và của CIA. Thế là Thiếu tướng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Nguyễn Ngọc Loan yêu cầu nhà động viên Bộ Quốc phòng cấp giấy hoãn dịch cho con của Võ Văn Ba. Một tuần lễ sau, giấy hoãn dịch do Thiếu tướng Bùi Đình Đạt, Giám đốc nhà động viên Bộ Quốc phòng ký đã đến tay Võ Văn Bản. Cảnh sát đặc biệt và CIA dàn dựng những vụ việc để giúp X-92 được Việt Cộng tin cậy. Để giúp Võ Văn Bản được Việt Cộng tin cậy, gồm những việc như sau. Thứ nhất, rải truyền đơn chống những chức sắc áo cao đài thân chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày lễ vía của đạo, cảnh sát chìm Việt Nam Cộng Hòa mặc quần áo lễ phục. Ban đêm, dùng xe gắn máy rải truyền đơn ở những con đường quy định. Truyền đơn lên án những chức sắc cao đài thân chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cụ thể là việc chỉ điểm để bắt giữ những thanh niên chống quân dịch đang ẩn náu trong nội ô tòa thánh. Sau khi rải, cảnh sát đi nhặt truyền đơn và phòng thông tin tỉnh phát loa lên án Việt Cộng. Thứ hai, đặt chất nổ. Trên con đường dẫn đến trụ sở của Trung ương Cục, có những trạm cho dân vệ kiểm soát sự ra vào của Việt Cộng. Tỉnh trưởng Tây Ninh và Cố vấn Mỹ đồng ý cho thực hiện dùng chất nổ mà đã thu được của Việt Cộng để phá vỡ các trạm kiểm soát. Phía Mỹ đồng ý xuất tiền xây dựng lại các trạm bị phá. Đến ngày thực hiện, cảnh sát Tây Ninh sẽ rủ rê các dân vệ đến nhậu ở một quán nào gần đó. Sau vụ nổ, phòng thông tin tỉnh lại phát loa tố cáo Việt Cộng. Hình ảnh cảnh đổ nát được đưa lên báo. Tỉnh trưởng Tây Ninh làm giấy khiển trách những người có trách nhiệm ở các trạm kiểm soát. Cục R cũng biết đó là những hành động của X-92, nên càng tin tưởng hơn. X-92 thông báo về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. X-92 Võ Văn Ba thông báo cho cảnh sát đặc biệt Tây Ninh là Hà Nội sẽ tổng công kích vào Tết Mậu Thân 1968, mặc dù hai bên đã tự tuyên bố ngừng bắn. Về phía cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan ra lệnh cấm trại 100% trên toàn quốc. Các đơn vị phải đào hầm chung quanh hoặc lập những công sự để phòng thủ và chiến đấu. Riêng quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn cấm trại 50% như thường lệ. Tổng thống Thiệu thì đi Mỹ Tho ghé thăm mẹ vợ. Tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh quân đoàn 2 thì bay về Sài Gòn mừng tuổi và chúc Tết mẹ. Ngay trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, vào ngày 31 tháng 1 1968, Việt Cộng đã đồng loạt tấn công vào hầu hết các đô thị miền Nam.
Đó là kế hoạch gọi là tổng tiến công và nổi dậy. Các đô thị bị tấn công gồm có Kon Tum, Quy Nhơn, Bâm Thuật, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Tây Ninh, Biên Hòa, Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Vinh, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Ở Sài Gòn, Cộng quân đã đánh chiếm cổng số 4 của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Riêng ở thành phố Huế thì chỉ có các tiểu tổ, các đơn vị đặc công địa phương đã chiếm Huế 26 ngày và giết 4.000 người, đa số là thường dân và những người làm việc cho các cơ quan chính quyền như giáo viên, công chức các ngành nghề, chủ yếu là chôn sống ở các hố chôn tập thể. F-92 báo tin Việt Cộng quyết đánh chiếm Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Vào tháng 12 năm 1971, F-92 Võ Văn Ba được lệnh đến họp khẩn cấp tại chiến khu D. Tại buổi họp, Võ Văn Ba được chỉ thị phải về họp gấp chi bộ trực thuộc để phổ biến lệnh của Bộ Chính trị là phải đánh chiếm cho được Tòa Thánh Cao Đài ở Tây Ninh, để mặc cả với Việt Nam Cộng Hòa trên bản hội nghị Paris. Kế hoạch cụ thể có hai phần, thực hiện đồng bộ với nhau. Bên ngoài thì bộ đội tấn công, đánh chiếm Tòa Thánh. Đồng thời, bên trong, F-92 xách động tín đồ biểu tình phản đối, yêu cầu quân đội Việt Nam Cộng Hòa không được bắn vào bộ đội Việt Cộng đang đánh nhau ở bên trong để chiếm Tòa Thánh. Biểu tình nêu lý do là để bảo vệ kiến trúc Tòa Thánh và bảo vệ tính mạng của tín đồ. Đó chỉ là kế hoạch trên lý thuyết. Khi báo cáo của F-92 được Đại tá tỉnh trưởng Tây Ninh Lê Văn Thiện đưa về Sài Gòn, thì Tổng thống Thiệu ra lệnh phải bảo vệ Tòa Thánh bằng mọi giá. Từ đó có những buổi họp từ Tư lệnh Quân đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh và các đơn vị liên hệ. Công binh Việt Nam Cộng Hòa đào giao thông hào toàn bộ phía Bắc tỉnh Tây Ninh để chống thiết giáp Việt Cộng. Giao thông hào chỉ là cái vỏ bọc ngoài. Thực chất bên trong là hệ thống mìn các loại được đặt song song bên cạnh giao thông hào. Ban đêm thì phi cơ trinh sát thám sát cả vùng phía Bắc tỉnh Lị Tây Ninh. Trong khi đó các đơn vị của Liên đoàn 81 biệt cách dù ngày đêm bám sát hoạt động của Việt Cộng. Đến đầu tháng 7 năm 1972, lúc 2 giờ sáng, những tiếng nổ đồng loạt vang lên kể cả pháo binh. Vì pháo binh Việt Cộng đặt khá xa, nên đạn chỉ rơi ở bên ngoài tỉnh Lỵ, tổn thất không đáng kể. Các đơn vị bên ngoài báo cáo về phòng chỉ huy tỉnh là chỉ có bộ binh mà không có thiết giáp. Có lẽ do phi cơ thám thính liên tục nên Việt Cộng không dám dùng thiết giáp. 5 giờ sáng hôm sau, tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Khi trời sáng, các nơi báo cáo dọc theo giao thông hào có đầy vết máu. Một số xác chết chưa kịp mang đi. Cộng quân chết vì mình đặt song song với giao thông hào. Nhờ tin tức do X-92 cung cấp, nên Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh được giữ nguyên vẹn. X-92 mang nghị quyết 24 của Bộ Chính trị tháng 1 năm 1975 về Sài Gòn. Tình hình của Việt Nam Cộng Hòa, quân đoàn 2 tan rã ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân đoàn 1 tan rã ngày 29 tháng 3 1975, Tổng thống Văn Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4, 1975, Mỹ cúp viện trợ nên quân đội Việt Nam Cộng Hòa thiếu thốn về mọi mặt. Chính X-92 mang toàn bộ nghị quyết 24 về Sài Gòn. Nghị quyết chỉ nói tổng quát là bộ đội các cấp nỗ lực tấn công các kho nhiên liệu của miền Nam, pháo binh và thiết giáp, tấn công vào các mục tiêu chiến lược. Tổng thống Thiệu từ chức không thành vấn đề, việc thành lập chính phủ ba thành phần cũng không thành vấn đề. Giải pháp quân sự, dứt điểm cuộc chiến, quyết chiếm Sài Gòn
để lập thành tích cho kịp mừng sinh nhật Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5, thống nhất đất nước để đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa cộng sản. Nhân vật Út Tặng. Trong phần thuyết trình của ông Merle Pripponau có đề cập đến nhân vật Út Tặng. Do những tổn thất không nhỏ, nên Việt Cộng nghi ngờ có nội gián. Đến cuối năm 1971, Bí thư huyện ủy quận Phú Khương đã chỉ thị cho một nữ cán bộ tên Út Tặng sống hợp pháp ở khu vực chợ Long Hoa gần nhà X92 theo dõi để điều tra về Võ Văn Bang. Hàng ngày Út Tặng đạp xe đạp chở rau quả đi bán hàng rong trong khu vực nhà của ông ba. Thiếu tá Phan Tấn Lưu thuật lại, khi gặp X92 tại nhà an toàn, ông cho biết y thị hoạt động rất hăng say và rất nguy hiểm. Mặc dù là cán bộ cấp huyện, nhưng trong vài lần họp cấp cao ở mật khu, y thị có tham dự. Ông Ngưu cho biết, chỉ hai ngày sau, ông đã bí mật bắt cóc Út Tặng trên đường bán hàng rong ở chợ Long Hoa. Khi báo cáo về Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia thì Đại tá Huỳnh Thới Tây, trưởng khối đặc biệt, ra lệnh phải mang y thị về cơ quan D6. Y thị bị giam giữ cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thiếu tá Ngưu không cho X92 biết vụ bắt cóc vì sợ rằng ông mất đề cao cảnh giác trong công tác. Khoảng một năm sau, Cục R cho biết Út Tặng đã mất tích và chỉ thị cho X92 dò xét xem Út Tặng bị giam ở đâu, sống chết thế nào. Ông Frank Snap muốn gặp tận mặt X92 để kiểm chứng tin tức mà CIA Tây Ninh gửi về. Frank Snap là chuyên viên phân tích tình báo Intelligence Analyst của CIA. Ông muốn gặp X92 để kiểm chứng tin tức mà CIA Tây Ninh đã gửi về. Được ông ba đồng ý, cảnh sát và CIA Tây Ninh thực hiện. Ông ba nói vợ là ông đi khám bệnh ở Bệnh viện Tây Ninh, rồi đi họp ở Cục R. Ở bệnh viện, ông vào một phòng không có bác sĩ và y tá, lách ra cánh cửa, để vào một phòng trống nằm trên một băng ca, đắp tấm vải trắng phủ cả người như một người chết. Hai nhân viên đặc vụ đưa băng ca lên xe Hồng Lập Tử chạy ra phi trường Tây Ninh, đến trọ tại một phòng của khách sạn sang trọng ở Sài Gòn. Phòng bên cạnh là của ông Frank Snap. Thế là câu chuyện nghiệp vụ được thực hiện. Ông Snap công nhận tài liệu mà CIA đã nhận được là chính xác. Mỗi lần ra ngoài, X92 đều ngụy trang, tóc giả, râu giả, mang kính đen thật to để đi tham quan thành phố Sài Gòn. Ông Snap cho biết X92 có một trí nhớ phi thường. Đọc qua một văn bản, ông thuộc lòng những chi tiết cần thiết. Ông ba rất thích bia Budweiser và thuốc Salem. Ông Snap nêu nhận xét, ông Võ Văn Ba là người yêu nước được CIA đặt cho cái biệt hiệu Tu Hacker và là điệp viên giỏi nhất của CIA hoạt động trong lòng địch. Sau 3 ngày, ông về Tây Ninh và được thiếu tá Phan Tấn Lưu đón về, cũng theo thể thức của ngành tình báo. Nói về số phận của Võ Văn Ba, vào tháng 3 năm 1975, Cố Vấn Mỹ nêu ý kiến đưa X92 cùng gia đình di tản sang Mỹ. Ông Ba từ chối cho rằng ông đã già, lúc đó ông 52 tuổi, nên khó khăn lập nghiệp ở Mỹ. Cuối cùng ông ba cho biết, ông sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nếu Cộng sản chiếm miền Nam, tôi sẽ tự tử. Kết luận, ông Võ Văn Ba sống an toàn cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 1975. Do lời khai của thông dịch viên Nguyễn Sĩ Phong ở Ban Mật Thuật, nên ông ba bị bắt ngày 1 tháng 5 1975, bị giam ở Tây Ninh, rồi chuyển về giam tại Tổng nha Cảnh sát. Thế rồi,
Ông Wanba đã dùng dây lưng quần siết cổ tự tử vào ngày 8 tháng 6 năm 1975. Ông Võ Văn Ba là người yêu nước, là điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa và của CIA. Trúc Giang viết xong tại Minnesota ngày 21 tháng 3 năm 2023. Và kính thưa quý vị, tiếp theo tôi xin giới thiệu đến quý vị ông Phan Quang Đông, Giám đốc Sở Tình báo tại miền Trung. Ông Phan Quang Đông tên thật là Phan Quang Tùng, sinh năm 1929 tại làng Lệ Định, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời niên thiếu, ông được gia đình gửi vào học trường Pellerin của dòng La San tại Huế. Ông Phan Quang Đông cao khoảng 1m65, nước da ngâm ngâm, cười rất có duyên và là con người hết sức đạo đức, ít nói và không bao giờ to tiếng với bất cứ ai. Từ năm 1951 đến năm 1953, ông là giáo sư Việt văn tại trường Trung học Thiên Khải Đường thuộc Nghi Lộc, Đông Thái, Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Vào khoảng tháng 10 năm 1953, ông Phan Quang Đông cùng với một số bà con, bạn bè như Phan Quang Điều, Phan Văn Chính, Phan Bình Phúc, Phan Văn Luận và Phạm Nho, tức Phan Hồng Xuân, tổ chức vượt biên giới qua Lào vào Nam Việt Nam. Lần đầu bị thất bại và lần thứ hai họ may mắn gặp một đơn vị tiền phương của quân đội Pháp trong vùng rừng núi Lào phát hiện. Quân Pháp đã bắt ông Phan Quang Đông cùng 5 người bà con, bạn bè của ông ta đưa về đồn Nát, rồi đưa về Savannakhet và sau đó đưa về Viên Chăn, thủ đô của Lào, để phòng hai quân đội Pháp điều tra. Sau mấy ngày điều tra, tất cả được trả tự do, riêng ông Phan Quang Đông lại được phòng hai của quân đội Pháp tuyển dụng. Khoảng tháng 4 năm 1954, tất cả được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đón về nước. Cuối tháng 6 năm 1954, ông Phan Quang Đông, tức Phan Quang Tùng, động viên vào khóa 5 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Đang trong khóa học, thì người bạn học cùng trường Pellerin thuở xưa là bác sĩ Trần Kim Tuyến, hiện là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Phủ Tổng thống, đã đưa ông Phan Quang Đông từ quân trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức đi huấn luyện khóa tình báo ở ngoại quốc vào năm 1956 và sau khi trở về được đồng hóa cấp bậc trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng từ đó, họ tên Phan Quang Tùng vĩnh viễn không còn nữa mà là Phan Quang Đông. Năm 1957, trung úy Phan Quang Đông được bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Phủ Tổng thống bổ nhiệm làm giám đốc một cơ quan tình báo tối mật tại Huế với tên danh xưng là Giám đốc Sở Nghiên cứu Địa lý. Vị sĩ quan trẻ Phan Quang Đông vừa trí thức vừa có tinh thần quốc gia và lòng yêu thương quê hương cao độ. Đặc biệt là ông không khoan nhượng với Cộng sản Bắc Việt. Trụ sở của cơ quan tình báo tối mật đặt tại số 9 đường Lê Lợi thuộc quận 3 thị xã Huế, cạnh bờ sông Hương và sát cạnh tòa đại biểu chính phủ. Trụ sở nằm đối diện với Tư Dinh, vị tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm vụ của cơ quan tình báo tối mật này là: số 1, thiết lập một đài kiểm thính đặt tại Huế để kiểm soát mọi điện đàm và mọi công điện mật của các giới chức cao cấp dân sự cũng như quân sự của chính phủ Bắc Việt. Thứ hai, kiểm thính, bắt chặn tất cả các điện tín mật tối mật của các cơ quan tình báo dân sự và quân sự từ chính phủ Bắc Việt gửi vào cho cục R mặt trận giải phóng miền Nam và các điệp viên cộng sản đang hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Số 3, phát hiện mọi điều động và di chuyển của các đơn vị quân sự địch từ Bắc vào Nam, gồm quân số và vũ khí từ miền Bắc vào đến miền Nam, dọc dãy Trường Sơn và đường biển. Đài kiểm thính này
đặt tại Phú Bài. Đài có 20 chuyên viên Đài Loan và Việt Nam. Đài này được điều hành bởi một trung tá thuộc quân đội Đài Loan, nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Trung úy Phan Quang Đông, Giám đốc Sở Nghiên cứu Địa lý. Trong việc thiết lập đài kiểm thính miền Bắc, chính phủ của Tổng thống Diệm đã gặp trở ngại lớn với chính phủ Hoa Kỳ. Đó là khi chính phủ Việt Nam yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ viện trợ thiết lập cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa một đài kiểm thính tối tân để theo dõi mọi hoạt động của chính phủ Cộng sản miền Bắc. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối lời yêu cầu này. Ngược lại, họ yêu cầu cho họ tự thiết lập một đài kiểm thính đặt tại Huế do họ và chuyên viên của họ tự điều hành. Việt Nam Cộng Hòa bị Hoa Kỳ từ chối viện trợ thiết bị và chuyên viên huấn luyện nên buộc lòng phải vận động quốc gia thân hữu là Đài Loan, Republic of China, mua dụng cụ và thuê chuyên viên Đài Loan huấn luyện cho chuyên viên Việt Nam thiết lập và điều hành đài kiểm thính miền Bắc. Số 4. Gọi các điệp viên ra miền Bắc với nhiệm vụ thu lượm tin tức tình báo chiến lược quân sự cũng như dân sự. Họ có điện đài lưu động bí mật đặt tại các nhà an toàn tại Hà Nội và các nơi khác. Vào giờ khuya, các điệp viên chuyển tin về Bộ Chỉ huy Sở Nghiên cứu Địa lý tại Huế. Thứ 5. Tổ chức các phong trào quần chúng nổi dậy tại các đô thị miền Bắc nhằm lật đổ chế độ Cộng sản miền Bắc. Vụ đồng bào Quỳnh Lưu, Nghệ An nổi dậy vào năm 1957 là một ví dụ điển hình cho công tác của đoàn nghiên cứu địa lý của ông Phan Quang Đông. Thứ 6. Ngăn chặn và vô hiệu hóa các gián điệp của Bắc Việt đưa vào hoạt động tại miền Nam qua ngã sông Bến Hải hoặc qua ngã đường bộ rừng núi Trường Sơn hoặc đường biển xuất phát từ bờ biển thuộc vùng biển Gio Linh hoặc từ bờ biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thứ 7. Trong tất cả mọi công việc, cơ quan nghiên cứu địa lý của ông Phan Quang Đông đều phúc trình về Sở Nghiên cứu Chính trị phủ Tổng thống để trình lên Tổng thống Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Phúc trình bao gồm mọi tin tức mà Sở Nghiên cứu Địa lý tại Huế thâu nhận được về chính sách, chủ trương đường lối của chính phủ Hà Nội đối Việt Nam Cộng Hòa. Tóm lại, Sở Nghiên cứu Địa lý tại Huế do ông Phan Quang Đông chỉ huy là một cơ quan tình báo chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa đối đầu với cơ quan tình báo chiến lược của Cộng sản miền Bắc. Ông Phan Quang Đông và cơ quan tình báo của ông không hề và cũng chẳng có trách nhiệm gì với phong trào tranh đấu Phật giáo tại Huế, cũng như biến cố tai nạn tại Đài Phát thanh Huế vào đêm 8 tháng 5 năm 1963, lễ Phật đản 1963. Theo ông Nguyễn TH, nguyên bí thư của ông Phan Quang Đông, thì trong ngày 2 tháng 11, 1963, sau khi hay tin Tổng thống Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị đám loạn tướng hạ sát, ông Phan Quang Đông đã chỉ thị cho ông Nguyễn TH. Số 1. Đánh điện khẩn cấp cho số điệp viên đang hoạt động ngoài miền Bắc biết rõ tình hình hiện tại tại miền Nam, đồng thời cho lệnh khẩn cấp họ rời khỏi địa bàn hoạt động, rút toàn bộ về Nam qua ngã lòng. Số 2. Thủ tiêu hoặc bí mật cất giấu các tài liệu mật tối mật liên quan đến các điệp viên công tác chiến dịch ngoài miền Bắc để khỏi lọt vào tay địch gây nguy hại sinh mạng cho anh em. Ngày 3 tháng 11 năm 1963, tướng Đỗ Cao Trí, Tư lệnh quân đoàn 1 ra lệnh bắt giữ ông Phan Quang Đông và lục soát cơ quan tình báo của ông ta tại một căn nhà nằm trên bờ sông Hương, đối diện với tư thất ông tỉnh trưởng. Ông Phan Quang Đông đã nói viên sĩ quan trưởng toán đến bắt ông ta rằng: "Thiếu úy vui lòng cho tôi gặp Thiếu tướng Đỗ Cao Trí. Cơ quan chúng tôi có một số công việc tối quan trọng.
hãy bàn giao với thiếu tướng Trí trước khi tôi rời nhiệm sở, nộp mình cho các ông. Viên sĩ quan trưởng toán bằng lòng. Và sau đó cuộc gặp gỡ được diễn ra chỉ có ba người: thiếu tướng Đỗ Cao Trí, ông Phan Quang Đông và ông Nguyễn TH, tức bí thư của ông Phan Quang Đông. Cuộc gặp rất ngắn ngủi và nội dung như sau. Ông Phan Quang Đông nói: tôi là giám đốc sở nghiên cứu địa lý kiêm giám đốc đài kiểm thính miền Bắc. Cơ quan chúng tôi trực thuộc sở nghiên cứu chính trị phủ tổng thống. Công việc của chúng tôi là những điệp vụ ngoài miền Bắc, hoàn toàn không liên hệ dính dấp gì đến nội tình chính trị tại miền Nam. Hiện tại chúng tôi có một số nhân viên đang hoạt động ngoài đó. Tôi đã đánh điện thông báo cho họ biết tình hình hiện tại tại miền Nam và đã ra lệnh cho họ rời bỏ địa bàn hoạt động rút về miền Nam, theo ngã là. Trước khi nộp mình cho thiếu tướng, tôi có những yêu cầu không cho cá nhân tôi mà cho công việc chung. Xin thiếu tướng lưu tâm và giúp cho. Thứ nhất, đây là hồ sơ, tài liệu, mật mã, máy móc truyền tin liên lạc. Xin giao lại cho thiếu tướng. Thứ hai, một số lớn anh em, những điệp viên của chúng ta, trước đây tôi tung họ ra hoạt động ngoài Bắc. Nay vì tình hình đặc biệt, tôi đã báo cho họ biết và đã ra lệnh cho họ rút về theo ngã làng. Tôi xin thiếu tướng lo lắng giúp đỡ họ. Thứ ba, tại chín hầm, cơ quan tình báo của chúng ta hiện đang giam giữ một số cán bộ cao cấp biệt đó. Trong những ngày đến, cho dù tình huống chính trị có biến đổi như thế nào đi nữa, thì cũng xin thiếu tướng lưu ý cho một trong những tên Việt Cộng cao cấp này không thể thả được. Bằng không, an ninh của miền Nam sẽ nguy hại vì tên này. Tôi nhớ không lầm, theo Nguyễn TH, tên Việt Cộng cao cấp đó là Mười Hương. Đây là nhân vật mà cơ quan an ninh Việt Nam Cộng Hòa dùng làm vật trao đổi với Cộng sản Bắc Việt trong trường hợp có viên chức cao cấp và quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa nếu bị Việt Cộng bắt. Đặc biệt là ông Ngô Đình Cẩn, vì ông ta có thú giải trí là đi câu cá và không bao giờ nghe lời khuyên của cơ quan an ninh nơi nào đi được và nơi nào không nên đi. Và sau cuộc bàn giao ngắn ngủi đó, ông Phan Quang Đông tự nộp mình cho tướng Đỗ Cao Trí. Ông bị đám phản loạn tống giam và chờ ngày ra tòa án cách mạng của bọn chúng do tướng Nguyễn Khánh thành lập. Viên bí thư Nguyễn TH cùng toàn bộ nhân viên của Sở Nghiên cứu Địa lý và một số hồ sơ mật, tối mật cũng đã biến mất, nhưng chắc chắn 100% không lọt vào tay địch. Tướng Đỗ Cao Trí vì sợ Thích Trí Quang và đám tăng lữ Phật giáo Việt Cộng ấn quang tại Huế đã không làm tròn bổn phận của một cấp chỉ huy có trách nhiệm đối với thuộc cấp và trọng trách đối với nền an ninh quốc gia. Ông đã không giữ đúng lời cam kết với ông Phan Quang Đồng. Số điệp viên hoạt động ở ngoài Bắc. Sau 1963, 1 tháng 11, họ đã không còn nhận được một chỉ thị nào của Trung ương ngoài chỉ thị cuối cùng của ông Phan Quang Đồng. Một số đã vượt thoát qua đường Lào tìm về miền Nam. Một số không vượt thoát được. Kẻ thì bị địch bắt. Người không bị bắt thì quên dị vãng, sống trong vùng địch chờ ngày. Thật quá đau đớn. Còn nói về quý thầy mà bị mật vụ của ông Nhu Diệm Giang tại Chín Hầm. Đầu tiên, xin được nói về địa danh Chín Hầm. Chín Hầm là gì? Chín Hầm là một địa danh nằm về phía tây nam thành phố Huế. Mặt trước của địa danh Chín Hầm tiếp giáp với mặt sau của dòng tu Thiên An. Phía bên mặt của địa danh Chín Hầm tiếp giáp với mặt sau làng Bùa Khải Định và làng Châu Chữ thuộc quận lỵ Nam Hòa. Nhưng địa danh Chín Hầm thuộc quận lỵ Hương Thủy. Năm 1944-1945, quân đội Nhật đã xây Chín Hầm chứa đạn tại đây. Sau đó, khi quân đội Nhật đầu hàng,
lực lượng quân đội Pháp lại dùng chín hầm này vừa làm kho chứa đạn, vừa làm những hầm đóng quân bảo vệ an ninh phía tây nam thành phố Huế để chống lại du kích Việt Minh. Đến thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, hai trong chín ngôi hầm đó được sửa sang lại thành trại giam và là nơi các cơ quan an ninh tình báo khi bắt được những tên cán bộ cao cấp cộng sản thường giam giữ tại đây để bảo mật nhằm tránh khỏi sự dòm ngó tìm tòi của địch. Các tăng Việt Cộng Thích Ký Quang đã theo chỉ thị của cơ quan tình báo Việt Cộng giải thoát đám cán bộ cộng sản cao cấp bị giam tại chín hầm bằng một kế hoạch hết sức ngoạn mục. Như đã biết, Huế chỉ sau một ngày cuộc phản loạn thành công, các tăng Việt Cộng Thích Ký Quang cho lệnh đám cơ sở Việt Cộng nằm vùng trong mọi tầng lớp dân chúng và Phật tử ở Huế, từ học sinh, sinh viên, công chức, quân nhân, cảnh sát và tiểu thương chợ Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự cùng nhau đổ xô ra đường biểu tình, hoan hô cách mạng thành công và truy lùng mật vụ nhu diệm ác ôn. Cuộc giải cứu đám Việt Cộng cao cấp tại chín hầm được chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất, các tăng Việt Cộng Thích Ký Quang cho lệnh cơ sở Việt Cộng tại Huế lén đưa áo cà sa và dao cạo vào nhà giam chín hầm cho đám cán bộ cao cấp Việt Cộng hiện bị giam giữ tại đó. Đám Việt Cộng cao cấp này cạo đầu láng bóng và mặc áo cà sa vào. Trong phút chốc, chúng trở thành các quý thượng tọa ngồi đợi ác tăng Việt Cộng Thích Ký Quang cho lực lượng đến giải thoát. Số 2. Lời kêu gọi của ác tăng Việt Cộng Thích Ký Quang được tung ra tại Huế. Quý thầy bị mật vụ nhu diệm giam tại chín hầm, yêu cầu đồng bào Phật tử giải cứu quý thầy. Thế là một cuộc hành quân hỗn hợp của học sinh, sinh viên, Phật tử, tiểu thương chợ Đông Ba, Phật tử các khuôn hội và đám Việt Cộng thầy chùa Ấn Quang ùn ùn kéo lên chín hầm. Bọn chúng đã phá cửa nhà giam rước quý thượng tọa ra ngoài. Quý thượng tọa Việt Cộng thằng nào cũng đầu trọc láng có, khoác áo cà sa mới toanh. Còn đám biểu tình, lực lượng giải cứu quý thượng tọa Việt Cộng bị mật vụ nhu diệm giam giữ thì nhào vào ôm quý thầy mừng mừng tủi tủi. Trong đó có nhiều nữ Phật tử và tiểu thương chợ Đông Ba ôm chặt quý thầy Việt Cộng khóc lóc sụt sùi, ôi thật thê thảm làm sao. Nhưng mà mấy bà, mấy cô ôm chặt quý thầy Việt Cộng chặt quá, không hiểu quý thầy có động lòng tà dâm không nhỉ. Sau màn trình diễn đầy cảm động đó, quý thượng tọa Việt Cộng lên xe của giáo hội về chùa Từ Đàm. Rồi, chỉ một vài ngày sau, tất cả đều biến mất khỏi chùa Từ Đàm. Bọn chúng đi đâu? Bọn khốn nạn Việt Cộng đã trở lại mật khu theo chỉ thị của Hồ Tạc, tiếp tục sự nghiệp chống Mỹ ngụy cứu nước. Các tăng Việt Cộng Thích Ký Quang và đám thầy tu Việt Cộng Ấn Quang đã lập công lớn với bác và đảng của chúng trong cuộc hành quân hỗn độn. Chúng đã giải cứu thành công các đồng chí Việt Cộng cao cấp đã bị mật vụ nhu diệm bắt giam vì một cái lý do được dựng lên kỳ thị đàn áp Phật giáo. Trở lại trường hợp Trung úy Phan Quang Đông, sau khi bàn giao cho Trung tướng Đỗ Cao Trí cơ quan tình báo Sở Nghiên cứu Địa lý, Trung úy Phan Quang Đông nộp mình và bị tướng Đỗ Cao Trí tống giam chờ ngày ra tòa. Tòa án cách mạng của đám loạn tướng phản loạn đã được mở tại Huế để xử tội nhân vô tội Trung úy Phan Quang Đông. Bọn chúng gạn ép vu khống nhiều tội để giết chết ông Đông và truy bắt tất cả các nhân viên và các điệp viên của cơ quan tình báo này theo lệnh ác tăng Việt Cộng Thích Ký Quang và đám thầy tu Việt Cộng nằm trong Phật giáo Ấn Quang. Theo lời kể của bà Nguyễn Thúy Toan,
phu nhân của ông Phan Quang Đông. Trong thời gian tòa cách mạng đang xử ông Phan Quang Đông, thì bà đang mang thai bé gái Phan Diễm Ly, rằng bà đã đi gặp tướng Nguyễn Chánh Thi và xin ông Thi giúp đỡ. Tướng Nguyễn Chánh Thi cho bà biết vụ án này, chuyện sống chết của chồng bà, ông Phan Quang Đông, hoàn toàn nằm trong tay của Thượng tọa Thích Kỳ Quang, chứ tôi vô thẩm quyền. Bà nên xin gặp Thượng tọa Kỳ Quang. Nếu Thượng tọa Kỳ Quang bằng lòng tha cho chồng bà, thì tôi sẽ ra lệnh thả chồng bà ngay. Bà Nguyễn Thúy Toàn sau nhiều khó khăn mới được gặp ác tăng Việt Cộng Thích Kỳ Quang. Ác tăng Kỳ Quang đã từ chối và trả lời với phu nhân của ông Phan Quang Đông như sau: A Di Đà Phật, tôi là người tu hành không biết gì về chính trị cả. Việc này là việc của chính phủ. Và tại Lào Xá Thừa Thiên, nơi bọn chúng giam Trung úy Phan Quang Đông vào 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 1964. Ngày thứ Bảy, ông Phan Quang Đông đã gửi bức thư tuyệt mạng đầu tiên cho bà Phan Quang Đông. Bức thư dài 21 trang. Xin trích vài hàng đầu. Em Thúy Toàn, người vợ hiền yêu quý nhất đời anh. Em ơi, tòa án cách mạng vừa xử anh tử hình. Anh cố nuốt lệ viết cho em. Trăn trối cùng em vì ngày giờ của anh trên đời đã đếm trên đầu ngón tay rồi. Em ơi, anh sẽ chết. Và mỗi người đều phải chết. Anh đang chờ cái chết đây. Anh không sợ cái chết khi cái chết có một ý nghĩa. Cái chết của các thánh tử đạo trước lưỡi gươm của đao phủ. Cái chết của người chiến sĩ trước giặc cộng. Cái chết cho lý tưởng mình theo đuổi. Hết trích. Và ngày 9 tháng 5 năm 1964, hồi 12 giờ 45 trưa, những lời cuối cùng mấy phút trước khi ra pháp trường của Trung úy Phan Quang Đông đã viết cho người vợ yêu quý như sau: Thúy Toàn yêu quý, anh dâng tất cả cho em và hai con. Ký tên Phan Quang Đông, hôn em và hai con muôn vàn lần. Ký tên Phan Quang Đông, tổng. 12 giờ 45 ngày 9 tháng 5 năm 1964, tức là ngày 28 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, anh cầu nguyện nhiều cho em và hai con, và cảm tạ mẹ Lộ Đức và La Vang đã chọn em làm vợ cho anh. Ký tên Phan Quang Đông. 50 năm đã trôi qua, nỗi oan khiên bút tận trời xanh của người chiến sĩ điệp báo Trung úy Phan Quang Đông vẫn còn đó. Lịch sử đã bị bóp méo, công lý và công bằng đã bị che lấp bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và thứ nhất, đám tăng lữ Việt Cộng thuộc nhóm Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Thích Chí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Thiện Siêu, Thích Minh Châu, Thích Nhất Hạnh, Thích Thiện Minh, Thích Hộ Giác, Thích Trí Siêu, tức Lê Mạnh Tháp, Thích Tuệ Sĩ, vân vân. Thứ hai, đám trí thức Việt gian, Cộng sản trong Viện Đại học Huế, bác sĩ Lê Khắc Quyến, Cao Huy Thuần, Tôn Thất Hạnh, Lê Văn Hảo, Lê Tuyên, Hoàng Văn Dầu và nhiều hơn nữa. Thứ ba, đám tướng tá phản loạn. Theo thứ tự hàng một được điểm danh như sau: tướng Trần Văn Đôn, tướng Trần Thiện Thiêm, tướng Tôn Thất Đính, tướng Đỗ Mộc, tướng Nguyễn Khánh, tướng Lê Văn Kim, tướng Dương Văn Minh, tướng Đỗ Cao Trí và tướng Nguyễn Chánh Thi. Hơn ai hết, đám tướng lãnh này biết rõ Trung úy Phan Quang Đông, trưởng cơ quan tình báo Sở Nghiên cứu Địa lý, là một cơ quan tình báo chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa. Trách nhiệm và bổn phận của Trung úy Phan Quang Đông là gửi các điệp viên ra hoạt động tại miền Bắc để thu thập các tin tức tình báo chiến lược, dân sự cũng như quân sự
và tổ chức các cuộc nổi dậy của quân chúng tại các đô thị lớn ở miền Bắc. Qua đài kiểm thính tại Phú Bài, Huế, Trung úy Phan Quang Đông còn có những nhiệm vụ tình báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như phát hiện mọi di chuyển của các đơn vị chính quy Bắc Việt xâm nhập miền Nam, các cuộc điện đàm hoặc liên lạc vô tuyến của các đơn vị quân sự địch và của các giới chức cao cấp Hà Nội với Cục R Giải phóng miền Nam hoặc với Bộ Chỉ huy miền của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Trung úy Phan Quang Đông và cơ quan tình báo của ông ta hoàn toàn không dính nhấp đến mọi hoạt động chính trị và an ninh nội chính, dù nhỏ dù lớn nào tại miền Nam cả. Đám tướng lãnh phản loạn biết rõ điều đó, vậy mà bọn họ vì áp lực của tên ác tăng Cộng sản Thích Thị Oan và vì sợ mất quyền cao chức trọng đã tán tận lương tâm, đánh mất lòng lương thiện tối thiểu, hèn hạ cúi đầu nghe lệnh của ác tăng Cộng sản Thích Thị Oan. Ông Đại tướng Nguyễn Khánh, Thủ tướng Chính phủ cho lệnh Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Bầu ban hành một hình luật mới để có thể quy tội tử hình và thành lập tòa án cách mạng đem Trung úy Phan Quang Đông ra xử tội chết vì là mật vụ nhu nhiệm đàn áp Phật giáo. Khi rời ghế nhà trường, rời bỏ đời sống dân sự, dấn thân vào cuộc chiến bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào, những người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, trong đó Trung úy Phan Quang Đông, đã chấp nhận đem xương trắng máu đào để bảo vệ non sông Việt Nam. Chuyện sống chết đến chúng tôi là những người lính Việt Nam Cộng Hòa là lẽ thường tình. Thế hệ ông cha chúng tôi, thế hệ chúng tôi và thế hệ đàn em chúng tôi đã có hàng hàng lớp lớp người lính Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống đi lằn đạn quân thù. Thế nhưng, trường hợp của Trung úy Phan Quang Đông lại ngã xuống vì chính những tên thầy tu Phật giáo, đồng đội và cấp chỉ huy của mình đồng ý rằng sinh nghề tử nghiệp là chuyện đương nhiên. Nghề điệp báo của người lính Việt Nam Cộng Hòa Phan Quang Đông nếu rủi ro rơi vào tay quân thù Cộng sản thì cái chết đến ông chỉ nhẹ nhàng, như trong bức thư tuyệt mệnh mà ông đã để lại cho phu nhân của ông trước giờ ra pháp trường. Anh không sợ chết khi cái chết có ý nghĩa, cái chết của người chiến sĩ trước giặc Cộng. Nhưng còn gì đau đớn và tủi hận bằng khi mà Trung úy Phan Quang Đông bị bịt mắt và trói hai tay vào một cây cột tại sân vận động Tự Do thuộc quận 3 thị xã Huế vào trưa ngày 9 tháng 5 năm 1964. Chiến sĩ điệp báo Phan Quang Đông đã nhận lãnh một tràng đạn, 11 viên vào thi thể ông và một viên ân huệ cuối cùng vào đầu từ một tiểu đội hành quyết Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu của Trung úy Phan Quang Đông. Những người lính này phải thi hành phán quyết và lệnh của cái gọi là tòa án cách mạng của đám lục súc sanh mà đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Khánh, đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tòa án cách mạng của đám tướng phản loạn 1963, là một vết dơ tồi bại của ngành tư pháp Việt Nam khi mà chánh thẩm và dự thẩm phía quân đội và dân sự đều đã nhận được lệnh phải xử tội chết cho bị can. Đặc biệt là đám dự thẩm dân sự, những kẻ trước ngày 1 tháng 11, 1963 còn là những kẻ bị cơ quan an ninh và tình báo Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ về tội làm gián điệp, nội tuyến hoặc kinh tài cho Cộng sản, thì nay lại ngồi vào ghế dự thẩm nhân dân như Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Văn Phước để xử mật vụ nhu nhiệm đàn áp Phật giáo. Trong hoàn cảnh này, thì ngay cả Thượng Đế nếu bị xem là mật vụ nhu nhiệm thì cũng phải chết, chứ nói gì đến ông Phan Quang Đông, ông cố vấn Ngô Đình Cẩn, ông phó tỉnh trưởng Nội An và thiếu tá Đặng Sĩ. Thời gian 50 năm đã trôi qua
lịch sử đã bị bỏ quên, nỗi oan mút tận trời xanh của trưởng cơ quan tình báo chiến lược Việt Nam Cộng Hòa, Trung úy Phan Quang Đông vẫn còn đó. Khi viết những dòng chữ về ông Phan Quang Đông, tôi không đóng vai một luật sư biện hộ cho ông. Tôi không có khả năng làm chuyện đó. Tôi chỉ là một đàn em, một chiến hữu của ông trong đời lính, cũng như trong nghề nghiệp tình báo. Tôi chỉ có một ước nguyện là trình bày tất cả những sự thật về trách nhiệm và bổn phận của ông đối với đồng bào, đối với đất nước mà Tổ quốc và hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân đã trao phó cho ông. Ông đã chu toàn trách nhiệm đó. Đây là một trách nhiệm quá cam go của chiến sĩ điệp báo Phan Quang Đông và những thuộc cấp đồng đội của ông. Họ đối đầu với quân thù Cộng sản Bắc Việt ngay trên đất địch. Họ là những anh hùng trong bóng tối và âm thầm. Họ không bao giờ và chưa bao giờ được hưởng ánh vinh quang. Tôi xin đưa một ví dụ để quý vị độc giả thấy rằng có những bí mật thuộc về an ninh quốc gia thật khó mà biết được, tương tự như trường hợp của cơ quan sở nghiên cứu địa lý của ông Phan Quang Đông. Mọi chuyện đều nằm trong bóng tối cho đến khi sự việc mờ dần theo thời gian. Tôi còn nhớ vào ngày 16 tháng 6, 1966, thời gian Phật giáo đấu tranh đang ở giai đoạn khốc liệt nhất tại Huế, và tôi mới từ chi khu Nam Hòa về chiếm bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia Thừa Thiên chỉ mới có 10 ngày. Bàn thờ Phật xuống đường khắp mọi nơi. Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 1966, điện thoại tại phòng làm việc tôi bỗng vang lên. Tôi cầm ống liên hợp và trả lời: "Thiếu úy Liên Thành, phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt, tôi nghe." Đầu dây bên kia: "Tôi là Đại úy Sơn, thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, xin báo tin buồn khẩn cấp cho thiếu úy và gia đình biết. Anh ruột của thiếu úy là Hải quân Đại úy Liên Phong, vừa tử trận bên kia bờ Bắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với thiếu úy và gia đình trong thời gian sớm nhất để gia đình vào nhận xác cố Hải quân Đại úy Liên Phong. Xin giữ liên lạc với chúng tôi." "Vâng," tôi trả lời, "xin cảm ơn Đại úy." Rồi tôi gác điện thoại xuống, ngồi yên bất động rất lâu, và hai dòng nước mắt đã chảy ướt má từ bao giờ mà tôi không hay. Ngày hôm sau, cha tôi và các anh em tôi đi nhận xác. Riêng tôi vì tình hình Huế lúc đó nên không thể rời nhiệm sở. Theo mong muốn của chị Liên Phong là chị Phạm Thị Phạm, và hai cháu gái con anh Liên Phong là tôn nữ Thùy Trang và tôn nữ Đoan Trang, cha tôi đã đồng ý để anh Liên Phong yên nghỉ tại Mỹ Tho cho gần chị Liên Phong và hai cháu, mà không đưa về an táng tại Huế. Hải quân Đại úy Liên Phong, tốt nghiệp khóa 8 trường sĩ quan Hải quân Nha Trang, thời đệ nhất Cộng Hòa. Ra trường làm sĩ quan đệ tam chiến hạm 9, sau đó làm hạm phó, rồi hạm trưởng hạm đội 9, rồi chỉ huy trưởng giang đoàn xung phong tại Vũng Tàu. Sau đó, khi cuộc chiến bắt đầu lên cao điểm, anh tôi đã tình nguyện sang phục vụ một lực lượng tối mật của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lực lượng biệt hải, hay còn gọi Hải tuần, và còn nhiều tên nữa. Anh làm hạm trưởng một chiếc tàu PT, loại tàu xung kích chạy rất nhanh. Đây là loại tàu mà vào đệ nhị thế chiến, cố Tổng thống John Kennedy, lúc đó là Trung úy, đã từng làm hạm trưởng. Lực lượng biệt hải hay hải tuần là một lực lượng tối mật của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và phối hợp với cơ quan tình báo CIA. Căn cứ được đặt bí mật tại Sơn Trà hay Tiên Sa thuộc vùng biển Đà Nẵng. Hoạt động của lực lượng này thường thuộc về đêm. Mỗi ngày, khi hoàng hôn bắt đầu phủ xuống, đoàn tàu PT, lực lượng bí mật của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, lướt sóng thật nhanh
rời khỏi căn cứ bí mật tại Đà Nẵng. Lực lượng bí mật vượt vĩ tuyến 17 tiến lên vùng miền Bắc, trong đó có các vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay vùng vịnh Bắc Việt hoặc Hải cảng Hải Phòng, vân vân. Và họ trở lại căn cứ bí mật tại Đà Nẵng vào rạng sáng hôm sau. Những chiến sĩ can trường của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã thi hành sứ mạng gì trên vùng biển Bắc? Gồm có đưa điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa vào vùng hoạt động trên đất địch, đón những điệp viên của ta đã xong nhiệm vụ trở về từ đất địch, đột nhập bất thần tấn công các căn cứ hải quân quan trọng của địch dọc theo bờ biển từ Bắc Vĩ Tuyến 17 ra đến vịnh Bắc Việt và ngay cả hải cảng Hải Phòng, bắt cóc một số ngư phủ miền Bắc hoặc cán bộ cộng sản đem về căn cứ bí mật tại miền Nam, nuôi dưỡng, giáo dục, sau đó tung họ ngược trở lại miền Bắc để họ hoạt động cho Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều công tác bí mật khác mà không bao giờ được tiết lộ. Điều cuối cùng mà gia đình chúng tôi biết về anh Liên Phong, vào đêm ngày 15 tháng 6 năm 1966, trong khi đang hoạt động trên đất địch, trong vùng biển Thanh Hóa, tình trạng thời tiết xấu, biển đầy sương mù, radar trên tàu PT lại bị hỏng. Chiếc PT do anh chỉ huy đã rơi vào ổ phục kích của tàu địch. Anh và hầu như trọn vẹn các chiến hữu hải quân thuộc cấp của anh trên chiếc PT đã đền nợ nước. Bao nhiêu năm trôi qua, kể từ ngày cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, đã có ai biết, có ai nhắc nhở đến những anh hùng vô danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc lực lượng biệt hải của Bộ Tư lệnh Hải quân, hoặc những chiến sĩ thuộc binh chủng lực lượng đặc biệt nhảy Bắc, hay những điệp viên thuộc Sở Nghiên cứu Địa lý của ông Phan Quang Đông đã bỏ mình trên đất Bắc? Câu trả lời là không, vì chẳng ai biết được các hoạt động tối mật này. Tôi đơn cử trường hợp của anh tôi, Hải quân Đại úy Liên Phong, với mục đích để độc giả thấy rằng khó mà biết được những cơ quan tình báo quân sự cũng như dân sự Việt Nam Cộng Hòa đã hoạt động ra sao. Những chiến sĩ đó, khi họ đền nợ nước, họ chỉ là những anh hùng vô danh, và họ sẽ mờ dần theo thời gian, đi vào cõi hư vô quên lãng. Quay trở lại cơ quan nghiên cứu địa lý của ông Phan Quang Đông, việc làm của họ thành hay bại, chỉ có cấp chỉ huy trực tiếp của họ là trưởng cơ quan nghiên cứu chính trị tại phủ tổng thống và thượng cấp tối cao của họ là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm biết đến mà thôi. Đây là một nhiệm vụ đối đầu với quân địch trên đất địch, giống như nhiệm vụ của anh tôi, chẳng có dính dấp gì đến tình hình chính trị chính em tại miền Nam. Vậy mà tên ác tăng cộng sản Thích Chí Hoàng đã chụp mũ cho ông Phan Quang Đông là mật vụ nhu nhiệm đàn áp Phật giáo, rồi đem ông ra tòa án nhân dân cách mạng và xử bắn ông ta. Từ nhiều năm nay, tôi đi thuyết trình về biến động miền Trung, về Huế thảm sát mậu thân, tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, tại Âu Châu và ở Úc Châu. Đâu đâu tôi cũng gào hét, hãy trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại công đạo cho Trung úy Phan Quang Đông. Xin hãy để tên người anh hùng điệp báo này vào danh sách những chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Cuộc đời của ông Phan Quang Đông và gia đình ông đã nhận lãnh bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu là thảm họa của đất nước do Cộng sản gây ra. Cha mẹ bị Cộng sản đấu tố chết tại miền Bắc. Chính ông bị ác tăng Việt Cộng Thích Chí Hoàng và đám loạn tướng mở tòa án cách mạng nhân dân xử bắn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, phu nhân của ông là bà Nguyễn Thúy Toàn cùng hai con dại là bé Phan Diễm Trâm và Phan Diễm Ly đã vượt biển Đông nhưng không bao giờ đến được bến bờ tự do. Họ đã chìm sâu trong lòng biển lạnh
họ đã đi tìm về Biển Đông, về với người chồng, người cha, người anh hùng Phan Quang Đông. Trung úy Phan Quang Đông, cầu xin ông an nghỉ, tổ quốc ngàn đời ghi ơn ông. Nhân đây, tôi xin được chân thành cảm ơn ông bà Nguyễn Quang Hảo hiện đang định cư tại Âu Châu. Đặc biệt, bà Nguyễn Quang Hảo, tức Nguyễn Minh Phương, là em ruột của bà Nguyễn Thúy Toàn, phu nhân của ông Phan Quang Đông, đã cho tôi một số tài liệu quý báu và cần thiết thì viết về ông Phan Quang Đông. Xin đặc biệt cảm ơn anh Phạm Văn Thông, anh Nguyễn Văn Sâm, cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai anh hiện đang định cư tại Đức Quốc. Ông Phan Quang Điểm, cựu trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ trong ngành an ninh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đinh Quang Hân, cựu nhân viên phục vụ tại văn phòng ông Phan Quang Đông từ năm 1959 đến năm 1963. Ông Nguyễn T.H., tránh văn phòng của ông Phan Quang Đông và từ 1966 đến năm 1974 là tránh văn phòng chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện là trả lại công bằng và công lý cho chiến sĩ điệp báo trung úy Phan Quang Đông. Tóm lại, qua âm mưu của Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge, của ác tăng Cộng sản Thích Chí Quang và của đám loạn tướng Nguyễn Khánh đã thành lập Tòa án Cách mạng Nhân dân để xử tử ba người. Nhưng sau khi bọn họ thành công được với hai người, còn người thứ ba là thứ tá Đặng Sĩ, thì bọn họ gặp phản ứng mạnh mẽ khối Công giáo, nên phải ngừng tay, buông đồ đao, chờ thời cơ thuận tiện. Thứ nhất, ông Phan Quang Đông bị xử bắn vào 1 giờ trưa ngày 9 tháng 5 1964, tức là ngày 28 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại sân vận động Tự Do thuộc quận 3 thị xã Huế. Số 2, ông cố vấn Ngô Đình Cẩn bị xử bắn vào 5 giờ chiều cùng ngày 9 tháng 5 1964 tại Kháng Chiến Hòa, Sài Gòn. Số 3, ông thiếu tá Đặng Sĩ, phó tỉnh trưởng Nội An tỉnh Thừa Thiên, liên quan đến vụ nổ tại Đài Phát thanh Huế vào tối Phật đản ngày 8 tháng 5 năm 1963. Số phận của thiếu tá Đặng Sĩ cũng do tướng Khánh quyết định, như số phận của ông cố vấn Ngô Đình Cẩn và ông Phan Quang Đông, cho vừa lòng ông đại sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge và tên đại gian ác Việt Cộng Thích Chí Quang. Quyết định đó là tử hình thiếu tá Đặng Sĩ. Thế nhưng, sáng ngày 7 tháng 6 1964, khối Công dân Công giáo đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn khoảng gần cả 100.000 người tại công trường Lam Sơn trước mặt trụ sở Quốc hội tại thủ đô Sài Gòn. Trong đoàn biểu tình đã có những biểu ngữ nội dung như: lột mặt nạ bọn lợi dụng cách mạng để đàn áp công giáo. Trước thái độ và áp lực của đồng bào công giáo, chiều ngày 7 tháng 6 1964, tướng Khánh đã phái chuẩn tướng Albert Nguyễn Cao đến gặp Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, Đinh Mục Trần Tử Nhãn của dòng Chúa Cử Thế và gia đình của thiếu tá Đặng Sĩ biết rằng thiếu tá Đặng Sĩ sẽ không bị tuyên án tử hình và đừng quan tâm đến bản án tòa sẽ tuyên trong ngày mai. Tòa chỉ tuyên án để thỏa mãn những đòi hỏi của Phật giáo mà thôi. Trong một thời gian ngắn, khi tình hình lắng dịu, Đặng Sĩ sẽ được trả tự do. Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng chuyện sống chết của ông cố vấn Ngô Đình Cẩn, ông Phan Quang Đông và thiếu tá Đặng Sĩ đã được ba thế lực sắp đặt từ trước. Thứ nhất là Cabot Lodge, thứ hai là đám tướng lãnh phản loạn mà đại diện là tướng Nguyễn Khánh, và thế lực thứ ba là tên vong ơn bội nghĩa ác tăng Cộng sản Thích Chí Quang.
Để kết thúc phần trên, xin trích một đoạn trong bài viết của thẩm phán Nguyễn Cần về phần nhận xét của luật sư Võ Văn Quang. Vị luật sư đã biện hộ cho ông cố vấn Ngô Đình Cần. Ở phần kết của bài biện hộ trong phiên tòa tại Tòa án Cách mạng 1 tháng 11 1963 như sau. Luật sư Võ Văn Quang đã nói, trong cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789, Quốc hội gọi là Convention National được bầu trong thời kỳ khủng bố là Terror, gồm đa số những người cho tên độc tài khát máu Robespierre dùng áp lực để đưa vào. Trước khi đem vua Louis XVI đã xét xử tại Quốc hội, Robespierre đã tuyên bố phải cho bản án tử hình. Trong phiên tòa đặc biệt đó, nhiều người của Convention National đã chất vấn hằn học, mạt sát thậm tệ vua Louis XVI, cho biết trước rằng họ sẽ bỏ phiếu tuyên án tử hình. Khi đứng lên biện hộ cho vua Louis XVI, luật sư Sears đã can trường nói thẳng với họ: "Je viens ici chercher des juges, mais je ne trouve que des bourreaux." Tôi đến đây tìm những vị thẩm phán quan, nhưng tôi chỉ gặp những tên đao thủ phụ. Vâng, các tướng Trần Văn Đôn, tướng Trần Thiện Khiêm, tướng Tôn Thất Đính, tướng Đỗ Mậu, tướng Nguyễn Khánh, tướng Lê Văn Kim, tướng Dương Văn Minh, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Chánh Thi, trưởng tư pháp Nguyễn Văn Mậu, đã là đao phủ thủ giết chết một anh hùng sĩ quan tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Một anh hùng khác là ông cố vấn Ngô Đình Cẩn, bên cạnh những đao phủ thủ mặc áo cà sa là các ác tăng cộng tăng Thích Chí Quảng, Thích Hộ Giáp, Chánh Lạc, Thích Cảnh Hoa, Thích Tâm Châu và những tên họ Thích khác đã góp máu vào cuộc đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu ngày 1 tháng 11 1963. Trích trong sách Thích Chí Quang, Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc của ông Liên Thành ngày 22 tháng 10, 2013 tại quận Cam. Trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe. Xin hẹn tái ngộ.